cái 250 đi. À, lấy cái 250 đi. 250. Bạn nha, hôm nay mình đi test cám tí các bạn. Giờ mình mới tới hồ các bạn. Mình cũng anh em cũng ra cần tới rồi. Đại nãy mưa quá mới tạnh các bạn, mới quay phim được các bạn. Đây mình tới bãi nha các bạn. Này có hai anh em mình đánh à. Cá bể hết rồi, bể đánh giết bể rồi các bạn, còn hai anh em à. Này này cá mình sai đây. Đây. Nãy giờ cũng có lên cá rồi nha các bạn, được em Goofy với mấy mày Vinh này nha các bạn. Này chủ yếu đánh còn sớm này chủ yếu đánh mày Vinh nha các bạn. Tại mày Vinh nó phá quá. Người tối tối gì câu phi lớn nó mới ăn được nha các bạn. Quá nhát. À, người ta đang nhận lưới đó các bạn. Mới lấy cây ngọc tiêu kiếm nha các bạn. 5H 4,5 nha các bạn. Mới về luôn. Này cũng đi test nha các bạn. Giờ ve mồi xuống nha các bạn. Đây cá mè phá quá rồi, cu phi thì nó nhát rồi, ta dặn lưới cho nó nhát rồi, giờ nó ăn khôn lắm. Ra cân từ đây là câu càng thoải mái kìa, ra đi, không dính dây nhịp tời. Bật cái đó lên, bật này ra, rồi gỉ đi, xỏ đi rồi chút bật đó ngang lại lụm. Các bạn thấy phao không? Con nó ghé kìa. Rồi xảy. Đây. Quá rồi mày Vinh nhỏ phá quá rồi, con người có 2-3 con 2 con 2 ngón tay luôn rồi đó, các bạn thấy phao nghĩa vậy là còn thứ gì không. Ôi dính các bạn ơi, ù gu phi các bạn ơi, này không có giật luôn rồi phi nha các bạn. Này 5 ngón nha. Bàn tay à, bàn tay không xè nha. Chị nhóc đó, cắt ra cột vô, bỏ vô. Kéo hũ nè. Vía đây rồi. Quá là dính mưa luôn rồi. Giờ này hết thấy phao luôn các bạn ơi. Hôm nay câu không có ngà rồi. Ê. Sao phao nổi kìa. Thôi vậy ơi. Hết mồi rồi không ghẻ. Kìa con ghẻ kìa, ghẻ kìa, mới nhịp kìa. Nhẹ nhẹ của phi đó. Thôi rồi mất phao luôn. Ghé liền luôn. Mè Vinh nữa rồi. Mè Vinh. Đừng buồn ngủ được rồi, đừng lấy buồn ngủ. Nước im ngon ghê luôn rồi. Mưa uống thiệt chứ. Đó. Trời ơi. Con má mẹ nó nhỏ rồi các bạn. Phá ồ phá kinh luôn. Rồi rớt hộp rồi các bạn ơi. Mưa rồi. Mưa rồi các bạn ơi. Quá, mưa tới luôn rồi. Dạ này chắc các bạn không thấy phao đâu. Ôi, nó ghẻ phao rồi. Ghẻ phao cũng được rồi. Mất phao, lên. Con gì vậy?
Ủi, con cá mẹ dính vậy á. Ủa có phi, có phi. Đi ra đây, đi ra đây nè, cá này hả? Được không? Ủa, cá đang ăn nữa. Á quá sự ơi. Đưa vô, đưa vô, đưa vô. Đưa vô. Lên hàng, lên hàng các bạn. Trời ơi, không có vợ khổ gì đâu các bạn ơi. Chạy ra nữa rồi. Rồi. Thiệt tình. Ít tờ xảy quà vậy má. Thì công con ngày rồi anh em ơi, gió quá ta gió luôn, mưa quá ta mưa luôn. Ôi, cái vụ con gãi luôn. Đã vậy mà còn xảy hàng nữa chứ. Ôi, phải rồi. Mưa quá, hiện giờ mới tạnh mưa nha các bạn. Giờ cũng 5 giờ chiều luôn rồi, hết thấy đường luôn các bạn. Ôi, dính con cô Phi rồi các bạn ơi, mà nó vô dày cỏ rồi. Anh em công phi nha. Cảo mình luôn. Trời mưa quá nãy giờ. Mình ngưng câu có 2 tiếng đồng hồ nha các bạn. Công phi nha các bạn. Nãy con cá công phi bự kia nãy chắc cũng hơn nửa ký nha các bạn. Anh mình câu mà câu nó mềm quá không có vợt mà bờ cao vậy nè bạn, nó lại nữa. Nên đâu có bắt được nó đâu. Xảy luôn tức uổng lắm các bạn. Ủa, bị mất tiêu phao luôn rồi. Rồi xảy ra. Do tại mưa nên tối các bạn xem mà các bạn thông cảm nha. Cá ghẻ nha các bạn. Tình hình mưa này mình đánh đêm không được các bạn, đánh câu phi không được rồi. Mưa này lạnh quá rồi. Ôi lên được cá gâu đồng rồi các bạn ơi. Cái cua đồng nha các bạn. Chiều tối cái cua đồng cũng ăn nữa. Do chiều tối các bạn ơi, giờ mình cũng lạnh quá nhưng tại mưa các bạn. Giờ coi như mình tạm ngưng clip tại đây nha các bạn. Mình sẽ chia ra 2 video nha các bạn. Giờ ngày mai mình tiếp tục đi câu và mình sẽ ra video 2 cho các bạn xem. Chứ giờ mưa gió thì giờ mình lạnh quá câu hết nổi các bạn. Rồi hẹn các bạn clip sau nha. Rồi hiện tại mình về tới nhà bạn. Bao cá nha các bạn. Bao cá chiều mưa. Hên là không mớm. Nếu tại mưa mà không ý là nhiều bạn. Đây bạn. Được 4 cua phi với mấy con mẹ dinh nha các bạn. Với mấy cua đồng nhỏ nhỏ mình thả rồi. Hẹn bạn Vi video sau nha.